Anh Mến. Anh Mến. Mời anh vào phòng. Tôi có chuyện cần nói với anh. Anh biết tình hình của con gái mình rồi chứ? Chưa. Cháu nó sao rồi? Con gái anh đã được chụp chiếu. Kết quả tạm thời không có vấn đề gì. Ê, may à. Anh biết mình sai rồi đúng không? À. Nói thật với chú là lúc ấy say quá mà nó biết tôi say rồi thì nó tránh bố nó đi. Lại cứ chọc để cho tôi lộn tiết lên. Đến giờ này anh vẫn không chịu thành khẩn nhận lỗi. Suốt ngày rượu chè như thế. Chú nói buồn cười. Đàn ông có thằng nào không uống rượu? Cả cái làng này chẳng có thằng nào không uống rượu. Chú uống rượu không? Nhưng mà hành hạ vợ con như anh thì không. Theo tôi được biết, anh đánh đập chị Thương không chỉ một lần. Cứ rượu là đánh, đúng không? Lần này anh còn làm tổn thương đến con bé nữa. Chúng tôi sẽ chờ kết luận của bác sĩ và quyết định của chị Thương. Là sao? Chị Thương có quyền viết đơn tố cáo vì hành vi bạo lực gia đình của anh. Nghĩa là nó sẽ kiện tôi ấy. Nếu như có đơn, chúng tôi sẽ tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển lên công an huyện. Vụ việc sẽ được xử lý theo đúng pháp luật. Tôi đố nó dám kiện. Vợ đi kiện chồng thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ở cái làng này không có cái lệ đấy. Chị Thương có quyền đòi hỏi sự công bằng cho bản thân mình và con gái. Rồi đánh về đi. Anh ạ. Anh. Nhiệm vụ tôi đã giao. Tại sao vẫn còn nằm đây? Họ hẹn 5 giờ, để em gọi lại. À, anh đây rồi. Anh Nam cực kỳ ghét ai làm trái ý anh ấy. Thôi, thôi, thôi. Chờ dẫn người ta về nhà đi, nhá. Nhưng mà giường của em mà. Anh Nam! Anh Nam! Đây. Đây. Tôi biết cô có lòng tốt. Nhưng anh Nam đã không nhận rồi. Cô đừng có cố nữa. Bây giờ em chót mua rồi. Trả không trả được. Mang về thì biết kê ở đâu ạ? Cô biết là chỉ vì cô mà anh em chúng tôi bị ăn mắng không? Hả? Sao cứ dồn người ta vào chân tường đấy? Thôi được. Thế để em mang về. Đợi em tí. Này, 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 anh đưa anh Nam giúp em nhé. Chứ em nhờ anh Hoàng, anh nhất định không chịu giúp. Cầm lấy. Có lọ nước hoa thôi mà. Nhưng mà đừng nói là của em nhé. Cứ bảo là anh mua. Anh Nam thơm, lại em vui rồi. Tầm này thì tôi chịu. Không có cách gì luôn. Giúp em đi mà. Thôi, 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 thôi. Về mở cửa cho người ta cất đồ. Không có để ở ngoài mất tự chịu đấy. Đi, đi, đi. Về, 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 về. Về. Anh ạ. Anh. Sao? Dương đi chưa? Báo cáo anh, Dương đi hẳn rồi ạ. Phòng mình có mùi gì thơm ấy nhỉ? Mùi gì? Nhờ, thơm nhờ. Mùi gì? Cậu có gửi gì không? Dạ không ạ. Hình như anh Nam xịt nước hoa hay sao nhỉ? Không. Tôi có xịt đâu. Hay là cậu? Không. Lọ của em hết lâu rồi. Không phải ngại. Cậu thích nước hoa chứ gì?
Để hôm nào lên tỉnh tôi mua tặng cậu một lọ nhá. Ôi thôi, làm thế thì ngại lắm. Nhá, xin kèm anh. Này, hai cậu lại giấu tôi chuyện gì đúng không? Vâng, thú thực với anh, lúc nãy cô Hoài có đầu tư cho anh một lọ nước hoa, nhưng mà em nhớ lời anh dặn, em không nhận. Phí của anh ạ, hay là anh... Tôi hòa đồng quá cho nên hai cậu nhờ đúng không? Tôi cần hai cậu giữ được nguyên tắc, ngay cả trong việc ăn uống nữa. Cậu Hoàng, đưa gói đây. Đưa đây. Cậu cứ ăn uống như này, sớm muộn gì cũng đau dạ dày. Đây, của cô Ngọc gửi đấy, cầm xuống bếp ăn cho đàng hoàng. Vâng ạ. Còn cậu? Dạ, em xin lỗi. Tôi đã nói gì đâu. Thì bố cô Hoài, em không nên mang ra để đùa cợt. Dù gì thế cũng đang có bạn gái rồi ạ. Thôi, bỏ qua đi, toàn thanh niên cả. Chính ra hôm nào anh cứ bảo chị Mai xuống đây, mình làm một bữa ra mắt thật hoành tráng. Lúc đấy sẽ không có cô Hoài nào dám đến gần anh luôn ấy. Sao từ hôm về đây em chưa thấy chị Mai xuống thăm anh? Anh đâu? Dạ em nhờ tí. Hộ em một tay. Sao đấy? Hình như có vấn đề. Thế á? Ừ. Vấn đề gì nhỉ? Mà chính ra tôi thấy cô Hoài cũng được mà. Công nhận gái tân sinh vừa sinh lại còn trắng nữa. Ừ. Lấy em Hoài làm ví dụ. Hay là say nắng em nào? Say nắng em nào? Này, nắng phải say tôi ấy. Tính vì. Này, bóc xong bánh như đấy. Xong cả đấy. Hai cậu nấu cơm nhá. Anh lên trụ sở làm nốt việc. Xong rồi gọi. Vâng ạ. Anh sẽ chuyển công tác, nhưng mà là xuống xã. Quyết định từ khi nào? Hôm nay. Họ cần anh. Còn em thì sao? Anh có thể thu xếp để đi đi về về mà. Chuyện của mình sẽ thế nào nếu anh cứ xa nhà mãi như vậy? Em sẽ không cản anh. Vì em biết có cản cũng không được. Anh quyết định rồi thì anh cứ làm. Nhưng con gái thì có thì. Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của em có giới hạn. Chị cứ để em ạ. Tôi buộc bị lệch. Xong rồi nặng quá. Cảm ơn chú nhá. Chị bụng mang dạ chừa, sao lại phải vất vả thế này? Chồng tôi thì đi làm xa, nhà có mỗi mấy mẹ con đấy. Phải cố thôi chú ạ. Chú Nam này, chuyện hôm trước ấy, cho tôi xin lỗi chú nhá. Tôi ngại quá. Không có gì đâu mà chị. Chị con chó xinh thật. Đấy, nhà có cả một đàn cơ. Nhưng mà tôi bán hết rồi. Để lại con này cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng mà nó khảnh ăn lắm. Nó chỉ ăn thịt thôi. Hôm nay tôi mang ra ngoài chợ bán nốt. Thế chị bán cho em nhá. Thế chú thích à? Vâng. Chú thích thì tôi tặng luôn. Ôi không được. Chị để em gửi tiền. Ấy chết. Không được. Tôi bảo tôi tặng mà lại. Các chú công an làm gì có tiền. Chị mong nhận em hay náy lắm. Hay là thế này đi. Đằng nào thì bọn tôi cũng phải đi chợ. Chị cho tôi mua nốt chỗ rau củ quả này. Xong rồi chị về nghỉ ngơi. Còn chăm các cháu. Không được. Tôi không làm thế được. Đấy, chị cứ cầm cho tôi. Chị cầm đấy. Chị xem có con thiếu không để tôi gửi thêm. Không, chỗ này thừa nhiều rồi. Đây có cả chục trứng này.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi về nhá. Vâng, chị cẩn thận nhá. Thích ăn thịt à? Tao đọc tên cho mày là Sườn nhá. Anh thấy tên hay không? Hay. Nhưng mà đừng có quên bê đồ nhá. Mình em á? Chẳng lẽ bảo Sườn bê? Đùa đấy, giữ Sườn đi. À, tôi phụ một tay. Vâng. Đi về nhà mới thôi. Của anh xong rồi đấy ạ. Vâng, tôi cảm ơn. Mời anh Nguyễn Thanh Hải ạ. Anh Nguyễn Thanh Hải có đây không ạ? Giấy xác nhận của tôi xong chưa? Mời cô ra ngoài, đến lượt tôi sẽ gọi. Cô ơi, ai cũng phải xếp hàng rồi mới đến lượt chứ. Anh vừa gọi tên tôi đấy. Cô là Nguyễn Thanh Hải á? Trên tay anh đang cầm căn cước công dân của tôi đấy. Anh cười là sao? À, chắc là anh thấy tôi ngoài đời xinh hơn trong căn cước nên là anh không nhận ra đúng không? Tôi xin lỗi, cô khai nốt vào những chỗ còn thiếu. Tôi đã đánh dấu vào đây rồi. Cô khai xong thì mang vào đây, tôi xác nhận luôn cho. Mời anh Nguyễn Trung Kiên ạ. Sau hơn 15 tháng thi công, trạm bơm thoát nước Vinh Gia, thành phố Nam Định đã được... Vác xác đi đâu đấy con? Đây là trạm bơm vào... Có đi bàn chuyện làm ăn? Có mà ăn hại. Ở nhà. Sao nửa xu lòng tin đối với con bố cũng không có nhỉ? Thôi được rồi. Này, đứng nguyên. Cho bố hỏi tí. Ví của con đâu? Làm gì ạ? Thì cứ đưa đấy. Bố với con có gì mà phải ngại. Xong rồi. Tiền con, bố trả con đi. Ông là hay nhờ. Thế ông lấy tiền của thằng bé nó lấy gì nó tiêu? Ông lạ thật đấy chứ đấy. Tiền nào là của nó? Đến cắt tóc nó còn ngửa tay nó xin bà. Mà từ nay tôi cấm bà cho nó tiền để nó ăn chơi đủ đởn nhá. Ông này. Ăn bám như thế là đủ rồi. Bà ngồi im, tôi dạy nó. Tiến, lúc nãy con nói là con đi bàn chuyện làm ăn đúng không? Có giỏi ra ngoài kiếm tiền rồi về đây bố sẽ không mắng là đồ vô dụng nữa. Đi đi. Bố dìm con vừa vừa thôi. Bố hơn thì con. Tiền của bố toàn chú lợi tài trợ cho, khác thì ăn bám. Cái gì? Láo. Mày đừng có đánh con nhá. Thôi mày không giải quyết được đâu. Thôi đi. Mày muốn chết à? Thằng kia, mày đi đâu đi đi. Bảo đi mày, đâu đi. Đi. Bật dậy. Đấy, bà xem. Ông này, tôi đã thật kinh với ông mất thôi. Ông này suốt ngày chửi mắng con. Sao không bao giờ ông nói với thằng bé được một câu cho nó tử tế là thế nào thế hả? Tại bà ấy, cứ chiều nó cho lắm vào. Chào cậu. Anh đến đây làm gì? Đừng nói lại chuyện quê củ ngoài quán đấy nhá. Chuyện đó bố cậu đã xin tự hòa giải rồi. Nhưng mà cậu lưu ý này, việc gây rối trật tự công cộng nếu như tái phạm sẽ không dừng lại ở cảnh cáo đâu. Anh dọa tôi đấy à? Là tôi nhắc nhở cậu thôi. Chuyện này chắc là bố cậu cũng đã nói với cậu rồi phải không? Đừng dạy khôn người khác. Tiến ơi, Tiến ơi, mẹ bảo mẹ cho con mấy triệu này. Đi đường mà không có tiền có mà chết à? Cầm lấy, đi đi. Bà kia. Cậu Nam đây à? Bà. Mời cậu vào nhà. Đi vào pha nước đi. Mời cậu vào nhà. Mời cậu. À, mấy cái bằng khen cũ dích ấy mà. Mời cậu ngồi. Mời cậu uống nước. Cảm ơn bác. À, chết, xin lỗi. Còn dại cái màng, tôi bất lực với nó.
cậu thì hiểu biết chững chạc. Hay là tôi nhờ cậu lúc nào gặp gỡ nó khuyên bảo mấy câu, biết đâu cùng trang lứa nó lại nghe. Cậu không ngại giúp tôi việc này chứ? Bác cứ đề cao em quá. Cậu mới về thôi, nhưng mà thật lòng tôi rất nể. Nhìn cậu, nghĩ đến thằng Tiến nhà tôi thấy xấu hổ. Vâng, bác đã nói vậy thì để hôm nào tiện anh em sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Tất nhiên là ngoài giờ làm việc ạ. Tốt, chốt thế. Ấy, mải chuyện quên khuấy đi mất. Cậu đến tận nhà tôi chắc là có việc gì quan trọng hả? Em đang muốn hỏi bác chuyện nhà Mến ạ. Tay Mến ấy hả? Báo cáo với cậu, Tay Mến trước đây cũng chăm chỉ làm ăn như mọi người thôi. Thế rồi làm ăn thất bát, bất mãn, rồi đổ đốn, cờ bạc. Tệ nhất là say xỉn cả ngày lẫn đêm. Rượu vào thế rồi nhũn não, đánh vợ chửi con. Nhưng mà dở một cái là cái ông Trung trưởng họ, ông ấy cứ bênh chằm chặp. Nhiều khi anh em cũng khó can thiệp. Chuyện này em cũng đã nghe Hoàng báo cáo lại. Đấy, cái việc làm việc xã nó cứ vụn vặt như thế đấy. Nhiều khi là toàn cái mối quan hệ xóm giềng, anh em, bạn bè. Xử lý không phải là dễ đâu cậu ạ. Các anh ở trên huyện, trên tỉnh nhiều khi không nắm được vấn đề, cứ nghĩ là chúng tôi dưới này là thiếu trách nhiệm. Xã nào thì cũng có vấn đề thôi mà bác. Nhưng mà khi về Tân Sơn em thấy mọi thứ khá là nề nếp, chứng tỏ là trước đây bác và anh em đã làm rất tốt đấy ạ. Nghiệp dư lắm. Muốn quy củ là phải trông cậy vào các cậu nhiều. Thế cậu đã có hướng giải quyết vụ này thế nào chưa? Em đang muốn nghe bác tư vấn đây. Lấy cháu 15.000 một cân thôi nhá. Vâng. Thanh Hải, em cũng đi chợ à? Đồng chí công an có trí nhớ tốt ghê. Bệnh nghề nghiệp đấy. Lần sau em cần xin xác nhận gì cứ gọi trước cho anh nhá. Về căn bản ấy là chẳng có ai muốn gặp các anh đâu. Mỗi lần như thế em hãi lắm. Cũng còn tùy chứ. Nếu như mà lên để thăm hỏi động viên ấy thì quý quái chứ. Vâng, mong là thế. Bao nhiêu ạ? 30.000. Dạ. Cháu gửi. Mà các anh cũng phải đi chợ nấu cơm à? Đi chợ nấu cơm, vá quần áo, thậm chí là cắm hoa nữa. Bọn anh chia nhau làm hết. Không ngờ mấy anh công an như anh ấy tưởng khô khan, khéo ghê ấy. Mày. Thế anh không đi mua thêm gì à? Anh đang định mua thêm con cá để về nấu nồi riêu cua cá cho anh em cải thiện. Riêu cua cá ấy ạ? Em là con gái giỏi nội trợ, chọn giúp anh con cá được không? Thôi được, đi theo em. Hàng này tươi này anh. Chị, lấy cho em con này ạ. Các anh có mấy người ăn ạ? 3 người. 3 người ăn mà ăn con cá bé như này thì ai ăn ai đừng ạ. Chị ơi, chị chọn con này cho em này. Đấy, con to này này. Đấy. To thế á? Vâng, như thế mới đủ ăn chứ ạ. Có được không ạ? Được, được. Vâng, chị ơi, chị làm luôn cho em nhá. Chị đánh vẩy luôn cho em này, rồi chặt các khúc ra cho các anh ý luôn. Và vụ gặt thế này chắc nhà em thuê hết. Em không phải làm nữa nhở? Vâng, bố mẹ em thuê hết, cho nên em chỉ việc bán hàng thôi. Mà anh đi cùng em về thế này em thấy là hơi ngược đường về trụ sở đấy nhá. Không sao, hôm nay anh rảnh mà. Thôi, anh về đi không muộn ạ. Đã đến nhà em chưa? Nhà em ở kia kìa. Nếu anh cần mua gì qua em giảm giá cho. Anh cảm ơn. Này, em cho anh số điện thoại của em được không? Thì để anh xin tư vấn nấu nồi riêu cá ấy mà.
Thế thì anh chịu khó tìm Facebook của em nhá. Chính là tên em đấy. Bọn anh không có giao chặt, mọi khi toàn mượn của bên mấy chị y tá. Hả? Nồi to hơn á? Có đây. Đấy, thấy chưa? Nồi to nhảy được không? Ai à? Nóng quá. Đây, cá nhảy được không? Đấy. Này. Để cho vào nhá. Anh thẩm ngay quả này đi. Đấy, anh xem đi. Ai à? Xem từ giờ anh đâu có dám bảo là nấu ăn dễ được không? Bảo sao tự nhiên lại đòi đi chợ? Lấy đâu ra tự nhiên này. Để cho vào nhá. Đây à? Ôi, nóng quá. Hoàng. Ôi. Thấy tôi nấu cơm không giúp, lại còn ngồi đấy mà cười à? Cười cái gì mà cười? Không phải em bảo anh, em bảo cậu Hoàng ạ. Khiếp, giả chân thế. Có mua con cá mà làm gì bác đáng bằng ấy. Nào, nấu gì trong ngoài? Đấy. Làm gì nào? Bây giờ cậu phụ trách món cá luộc đi. Cái gì? Con cá ngon thế này mà anh mang ra luộc á? Chuẩn bài phải như này này. Khúc giữa thì mình rán, đầu đuôi thì làm nồi riêu cá. Hôm nay mà không có cái món bánh trưng đen của chị Ngọc thì bữa cơm tối nguyên một chữ buồn. Tôi đã mất công đầu tư một con cá to ngon như thế này rồi mà cậu còn chê. Thôi, để tôi mang đi vậy. Ơi, thôi, đặt xuống này. Thôi. Chấp em làm cái gì? Chê là việc của mồm, hả? Mà hôm nay em phải công nhận anh rất cố gắng và xin tư vấn rất kỹ. Ý gì đấy? Thì... Nào, cần phụ gì không? Để anh giúp. Dạ không anh ạ. Anh chỉ việc ngồi đợi thôi. Một lát nữa anh sẽ được thẩm một món rất đặc biệt. Đấy là kết quả của tình yêu. Là món cá luộc. Yêu yêu cái đầu cậu ấy. Nhả nhốt. Trông kìa. Nấu có mỗi bữa cơm mà mồ hôi một kế như đi đánh trận. Hoàng. Dạ. Làm nốt nhá. Anh em mình làm xê. Vâng. Lại là em. Thôi làm đi. Đứng bếp một lúc thôi mà như lo bắt quái anh ạ. Anh ơi. Hay là anh xin mời anh trên ủy ban xây thêm cái bếp. Chứ tạm bợ kiểu này á. Nắng nôi thì không sao. Mưa một cái thì xác định luôn anh ạ. Nếu được, tôi muốn xin làm khu vệ sinh liền kề trước. Chứ mỗi lần phải sang bên ủy ban nhờ, phiền phức lắm. Em xin phép ạ. Ừ. Ừ. Nàng tiên quạt gọi đây anh ạ. Chắc là kiểm tra xem món cá thế nào. Không phải đâu. Chắc là bố cậu ấy đấy. Ông cụ có vẻ sát sao với con cái lắm. Chắc là bố anh ấy muốn con chưa 18. Thôi chuyện. Cậu ở đây làm như thế này, bố mẹ cậu nói sao? Nhà em đông anh chị em, nên là không có người này thì có người khác. Với lại bố mẹ em rất mừng vì em có công việc đàng hoàng, nên là các cụ ít gọi, sợ phiền con. Chứ không coi em như là công tử giống anh Đông đâu. Đấy anh thấy không? Ở nhà em, con cái phải tự lập hết. Lên lớp 3 là phải biết làm mọi việc. Nên là mỗi lần em vào bếp á, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Chị Thương này, tôi nghĩ chị nên cân nhắc những thiệt hơn mà tôi vừa phân tích rồi quyết định. Dạ. Tôi nghe ngầm lắm rồi chú ạ. Nhưng mà tôi chỉ sợ anh ta biết được rồi chặn mọi ngã của tôi. Có em, và nhất là các anh công an xã hỗ trợ, chị không phải sợ bất cứ điều gì. Cảm ơn cô chú. Đấy, cô chú xem, con bé mê vẻ lắm, nhưng mà tuổi thơ có được như con người ta không? Con bé bị ám ảnh với việc bố uống rượu. Việc quan trọng bây giờ là anh Mến phải cai được rượu đã chị ạ. Anh Mến cũng thử nhiều lần lắm rồi mà nọ được. Cứ ra đường, kẻ nọ người kia lôi kéo, lại cháy xưa quên hết vợ con. Em nghĩ cho ông ấy một bài học cũng tốt. Được, cô cho chị gửi con bé ở đây. Để chị về lấy ít đồ, rồi lên trụ sở với chú Nam xem thủ tục ở răng nhá.
đưa chị Thương về nhà lấy ít đồ. Lát tôi sẽ về trụ sở. Được rồi. Con chó này, mày lén lút về nhà mày lấy trộm quần áo, mày bỏ đi với Giai đúng không? Mẹ con túi đi ra khỏi nhà cho anh Vương Long. Anh muốn làm chi thì làm. Anh ngủ rượu nó chết luôn không được. Tao cho mày đi. Chó này. Ở nhà. Đi ra. Hôm nay bố mới giết. Chủ Nam ơi, cứu tôi với chủ Nam ơi. Bây giờ bố bắt quả tang rồi nhá. Chúng mày ngang nhiên ôm nhau nhá. Nhá. Đêm qua chúng mày đi hú ý với nhau. Giờ về lấy quần áo để đi tiếp. Không, mày. Anh im đi. Nhìn cái gì? Anh im đi. Mày nhìn đây. Tàng chứng vật chứng đây. Ông nhìn xem, bà nhìn xem. Quần áo đây. Nó lấy để nó đi theo Dài đây. Mày cái không? Mày ở cái không? Anh biết. À? Tôi yêu cầu anh không được vu cáo. Tôi vu cáo à? Tao vừa nhìn thấy hai đứa chúng mày ôm nhau xong. Mày cái không? Mày. Anh biết. Ai ơi! Ai! Công an anh người! Anh Miến! Tôi yêu cầu anh ngồi dậy! Anh đừng con vạ! Công an đi! Anh Miến! Công an anh người này! Anh Miến! Anh Miến bỏ ra! Lét lẹt trăng đét đẹp luôn. Riêng con clip này nhá, em ghim lại bao giờ uất lôi ra xem nó sướng đó. Nhân không lên sướng một mình, cái này của chú ra tiền này. Là như nào anh? Thông em phát. Anh thấy chú là fan cứng trên mọi mặt trận, tung con nít này lên đảm bảo tim nhảy ầm ầm bão nai luôn. Lích lội như cồn vớ vẩn. Cái bọn bán hàng hoan nai là phải chạy quảng cáo chú. Chuyện anh không cần phải dạy em, em đang sẵn lên rồi. Bao giờ mà nó đủ 5 kala nhá, em sẽ live stream tường thuật chi tiết cho mọi người. Đấy, em đừng nghệ. Ê Hoài, vào 5 cốc. Hello nghề đẹp mặt đi ra. Anh đang bênh em đấy nhá. Bênh gì mà bênh, đừng tưởng có tí tiền mà làm phiền được thiên hạ nhá. Thích Việt ơi. Sao ôi trời. Ôi, cho anh xin lỗi chuyện hôm trước. Không biết em là em họ của anh Thuận. Không sao, không biết không có lỗi, không cần xin. Đồ của em đâu? Đây, bố mẹ mày bảo là lần sau mà anh qua bố mẹ em thì không cần cầm đâu. Em có chân, em tự đi. Đúng không này? Tao càng tử tế mày càng nấn nướt đúng không? Xin cho chỗ Nam tử tế thế này giờ trò. Giờ tự no đấy thân nhá. Cảm ơn. Em thì còn lạ gì anh nữa. Việc của em tự lo được chưa? Mày sợ thằng Lam đánh giá nên bỏ việc đúng không? Nó có tem để ý gì mày đâu. Ngu, tự dưng lại mua tặng nó hẳn cái giường. Tặng cả giường. Tặng nhiên. Kệ em. Ít ra anh Nam ý cũng tốt hơn gấp vạn lần cái thằng đàn ông khác. Ui giời. Thế thì vẻ như em bị cái vẻ hào nhoáng của nó lừa mắt đi nhỉ. Nam ấy, xem đi, Nam của em ấy. Đồ tốt như đây thì không để ý, lại cứ thích đâm đầu mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn. Sáng mắt cho chưa? Cá không ăn cám là cá ươn. Muối cho anh. Ăn gì chưa được. Mà công nhận nhỉ, gu của thằng Nam mặn vãi ra cưng nhỉ. Nách đi chứ cái gì nữa. Nách. Tôi cầm mấy người nói láo đấy. Ôi trời, mày làm sao ấy? Mày chết. Con điên này. Thôi. Mày làm sao không? Vợ anh kinh công lực của em rồi. Vợ anh dán 30k thì mày 120 của tôi đấy ông ạ. 120 đi 120. À, cậu Nam, thế tình hình vụ clip thế nào rồi? Tôi đã gặp và báo cáo với đảng ủy, ủy ban cũng như trưởng công an huyện. Trên đó cũng đã phân công cán bộ thụ lý điều tra xác minh. Những cá nhân mắc sai phạm sẽ phải dùng biện pháp xử lý răn đe. Tôi cũng hết sức đồng tình.
phải tìm bằng được và xử lý thật nghiêm, chứ không thể để là thích nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ngang nhiên bôi nhọ người khác như thế được. Không làm gì đâu, bảo đi. Không làm gì cả. Sao bắn tôi? Bắn thuốc. Bác Quyên ơi, bác Quyên, bác cứu em ơi, em có làm cái gì đâu mà xê xích em như chiếc chó này. Chúng tôi tạm giữ anh 24 giờ theo đúng quy định của pháp luật về hành vi gây rối trật tự và hành hung người nhà nước. Tôi không có gây rối. Ai làm cái gì hành hung bao giờ? Trai vợ của dân sao mà còn đánh dân? Thả tôi ra! Còn Thương đâu rồi? Còn Thương, ra ngoài này! Tại sao mày lại để người ta bắt chồng mày đi? Là mày sai cơ mà. Đăng bạc lên nói cháu sai. Mày đi cả ngày hôm qua, đêm không về, nói là trông con Tình, thế rồi trốn mất hút ở đây. Làm như thế thằng Mến nó chẳng điên lên à? Ông Trung, bác nói như thế là không được đâu. Này, không phải việc của cô, con cháu họ tôi dạy. Đi. Ông Trung, đèn nước đi ra mà bà vẫn còn bênh anh Mến á. À, con này, mày lại dám cãi cả tao à? Đi, nghe đi. Trường bác nói sẽ dạy dỗ anh Mến, nhưng giờ vẫn chừng nào tật nấy. Bác mắng dạy được ấy thì để pháp luật xử lý. Đúng là cái đồ không cha không mẹ. Ngày trước tao đã cản không cho thằng Mến lấy mày, quả là không sai. Nuôi ông tay áo, tao sẽ gạch tên mẹ con mày ra khỏi họ. Thôi không nói lằng nhằng nữa, đi. Bác Trung, đi mau rồi bác. Lên công an nói rõ gọn gàng để người ta thả thằng Mến về. Bác Trung, đi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đây? Đi. Tình ơi, Tình, con ngoan nghe cô, ngồi đây. Bây giờ con ở nhà, cô sẽ lên ủy ban đem mẹ Thương về cho con nhá. Thế bố Mến có làm sao không ạ? À, không, bố Mến cũng không sao, con yên tâm nhá. Vào nhà với cô nhá, nghe cô. Các anh không hề dọa, Mến nó bắt gặp anh đứng với vợ nó, có đúng không? Bác Trung, bác không được nói sai sự thật nhá. Bác nói tiếp đi ạ. Là một thằng đàn ông ấy, khi bắt gặp vợ mình đứng với người khác thì nó có quyền ghen tuông, có quyền nghĩ là vợ mình ngoại tình, có đúng không? Thằng Mến nó ghen tuông, nó tức giận, nó xô sát vợ nó hoặc là xô đẩy anh là do bột phát, chứ nó cố tình động vào anh cơ thì mới đi một nhẽ. Ai vào ở hoàn cảnh đó cũng thế cả thôi. Đây là bản cam kết anh Mến không tái phạm việc đánh vợ. Bác là người đứng ra làm chứng, bảo lãnh. Giờ lại quay sang bênh vực hành động sai trái đó là sao ạ? Nói đến cái lý thì cũng phải nói đến cái tình. Về lý, cậu Mến sai vì hạn chế về nhận thức. Còn về tình ấy, tôi nghĩ là có thể thông cảm được. Các anh đừng mang những nguyên tắc cứng nhắc để áp vào cái gọi là tình cảm. Tôi nghĩ là sự việc này nên dừng lại ở mức độ cảnh cáo. Còn với tôi, tư cách là trưởng họ Vũ, xin thay mặt cậu Mến xin lỗi cậu. Còn với cháu nó, tôi sẽ khuyên bảo nó điều chỉnh làm sao cho vui cửa, vui nhà. Thế còn việc anh Mến vì say rượu gây ra thương tích cho con gái mình thì sao? Chị Ngọc. Này, tình hình sao rồi? Anh Nam đang xử lý. Thế còn vụ clip? Chị cũng xem rồi à? Không ngờ mọi việc lại phức tạp thế này. Bé Tình đâu ạ? Chị sốt ruột quá, để nó ở nhà rồi chạy lên đây đấy. Vâng. Các chú mới về xã cũng nên tìm hiểu kỹ về lệ làng. Cái chuyện dạy vợ dạy con ấy là trách nhiệm của thằng đàn ông trong gia đình. Cái nhẽ này xưa này vẫn thế. Các chú từ nơi khác đến, không thể áp đặt luật và lệ làng. Nếu không hiểu thấu đáo thì làm sao các chú có thể làm được những điều hợp với lòng dân. Còn chuyện cậu Nam với cô Thương, cứ cho là không đúng như anh Mến nghĩ. Nhưng cái gì
nó cũng có nguyên do của nó. Không làm điều gì khuất tất thì làm sao dân người ta có thể nghĩ sai được. Bác nên nói năng cho đúng mực. Là anh Mến chứ chẳng phải người dân nào ở đâu hết. Chuyện này không có bất cứ khuất tất nào cả. Anh ta không được phép vu cáo người trái pháp luật. Thế tôi hỏi các chú, thế thằng Mến không phải là dân à? Việc này tôi sẽ nói với lãnh đạo xã, rồi trắng đen sau này sẽ rõ. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Các chú đừng có tưởng mới chân ướt chân ráo về đây muốn làm điều gì cũng được. Thế này bác ạ, dù bác có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi bản chất của sự việc. Anh Mến là người đã sai phạm, chúng tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Vì vậy anh Mến sẽ bị tạm giữ tại trụ sở công an, ít nhất là tới khi nào anh ấy tỉnh rượu. Bác đến nhà em chắc là không phải để chơi chứ hả? Đương nhiên rồi. Về việc thằng Mến đúng không? Nói đi thì cũng phải nói lại. Mà em không hiểu tại sao cả cái họ nhà bác lại có thể để cái thằng Mến nó bê tha bệ rạc thế không biết. Muốn dòng họ mình trong sạch thì phải nghiêm tay với nó, thậm chí là đưa nó đi cai rượu. Chứ đằng này lại cứ dung túng, ngồi đó mà kêu than. Vâng, lời chú nói tôi chỉ ghi nhận. Nhưng vợ chồng nó đánh nhau thì làm sao lại vi phạm pháp luật? Cái thằng oắt con này vắt mũi chưa sạch, lêu bô láo. Bác cứ bình tĩnh. Về luật là cậu Nam không sai đâu. À, bây giờ chú lại đi bênh người ngoài. Hay là chú sợ nó quá nên khom người không dám nói? Bác nói thì bác cũng phải nghĩ cho em chứ. Nếu mà bác đã có hướng giải quyết rồi thì bác gặp em làm gì? Phép vua thua lệ làng. Được rồi, để tôi họp họ, bảo các xuất đinh ký vào đơn khiếu nại gửi lên huyện, tống cổ nó ra khỏi xã. Ấy chết, đưa công an chính quy về xã là chủ trương rất đúng đắn của cấp trên. Bác đừng có vì cái việc va chạm gia đình mà có những phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế. Nhưng mà từ trước tới nay ở làng không có tiền lệ đó nên ngược lòng dân. Nếu thằng Mến nhà tôi bị tạm giam, tạm giữ, bị kết án thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mất mặt họ Vũ nhà tôi đã đành, mà còn ảnh hưởng tới uy tín của chú gây dựng bao nhiêu năm nay đấy. Thôi tóm lại, chú có giúp tôi không? Việc này hơi khó đấy bác ạ. Bởi vì em không thể nào bênh vực cái sai trái được. Nhưng mà thôi, để em xem thế nào đã. Để xem thế nào có nghĩa là không muốn giúp rồi. Thôi được rồi, chú không làm thì để tôi. Pháp luật gì thì pháp luật cũng phải hợp lòng dân. Chú không bênh thằng Mến nhà tôi, sau này thằng Tiến nhà chú ấy có xảy ra chuyện gì thì đừng có bảo tại sao tôi đứng ngoài. Hiện tại chị Thương vẫn còn đang dao động trong việc viết đơn bác Quyền ạ. Trường hợp cậu Mến có thể cân nhắc không khởi tố được không? Anh Mến đánh người lại còn gây rối trật tự công cộng, tái phạm đã nhiều lần. Vì thế việc khởi tố là cần thiết và đúng luật, không làm không được. Tôi hiểu, nhưng mà ở đây bà con dân làng quen xử theo cách tình. Có thể là cậu Mến vì uống rượu say cho nên không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi nghĩ việc này chúng ta nên giải quyết dứt điểm. Việc với chị Thương không phải xảy ra một lần. Nếu như chúng ta không răn đe anh Mến thì như tôi đã trao đổi với bác, việc này sẽ đi rất xa và không kiểm soát được. Đến lúc đó hậu quả sẽ thế nào, tôi hay là bác có gánh nổi trách nhiệm hay không? Alo. Không giải quyết được đâu. Nhưng vợ nó chưa viết đơn kiện.
để xem hướng thế nào đã. Thế nhé. Anh ăn từ từ thôi. Xin lỗi chú. Chị vào cho anh ấy ăn nốt đi. Tôi sẽ viết đơn. Đây là quyền lợi của chị, cũng như là tương lai của bé Tình. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Dạ. Chú Nam có người yêu chưa? Cô nào mà lấy được chú Nam chắc là hạnh phúc lắm. Chứng khổ như mẹ con tôi. Anh hiểu là em đã có lựa chọn khác và không thể bước tiếp cùng anh. Bạn bè cũng có thể đến thăm nhau mà. Chắc là bạn gái của anh sau này sẽ không thích tình bạn đó đâu. Em thực sự xin lỗi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Miễn sao sau này em sống tốt là được. Anh thử đi. Đây là một loại cỏ có khả năng làm giảm stress. À, cảm ơn. Quê tôi lúc nào cũng thật yên bình. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, bà ngoại đèo tôi đi khắp xã và kể cho tôi nghe về từng con người Tân Xuân. Thực ra tôi cũng có một phần giống chị Thương, không hoàn toàn thuộc về mảnh đất này. Tôi không biết bố mình là ai, mà hình như ông ấy cũng không sống ở vùng này. Tôi và mẹ tôi cũng có một thời gian dài bị mọi người ác cảm. Như anh biết đấy, sống ở đây từ bé nên tôi đã quá quen thuộc với mảnh đất này và không muốn rời xa. Hoặc là do bản tính tôi cũng ngại thay đổi. Thực ra ý tôi là tôi rất hiểu tâm tư của chị Thương. Anh Mến đã cưu mang chị ấy và cho chị ấy một danh phận. Nhưng không có nghĩa là anh ta có quyền trả đạp lên vợ con mình như vậy. Tôi đồng tình với việc anh đang làm. Vì những gã đàn ông vũ phu, nát rượu như ông Mến không hề ít. Còn những người phụ nữ tần tảo, chịu khổ như chị Thương thì cũng còn quá nhiều. Nếu như đây là án hình sự thì tôi đã chẳng phải băn khoăn. Cứ đúng luật mà làm thôi. Có tội thì bắt. Nhưng mà ông Trung nói cũng có cái đúng. Ngoài cái lý ra thì cần phải có cái tình nữa. Làm thế nào để thay đổi con người của anh Mến mới là cái khó. Anh, cô làm trò gì đây? Đây là trụ sở làm việc đấy. Em đang cắm hoa ạ. Với lại em đã tìm hiểu các kiểu trên mạng rồi. Đây là cái phương pháp hữu dụng nhất đấy ạ. Là sao? Thì anh đang bị stress, anh đang bị bức bối trong lòng vì mấy cái vụ ở trên mạng kia kìa. Cho nên chỉ cần ngắm hoa thôi, anh sẽ cảm thấy thư thái. Nếu như chúng tôi ngắm hoa và ngồi nghe cô luyên thuyên thì ai sẽ là người giải quyết công việc? Em sợ anh bị ảnh hưởng bởi mấy cái vụ clip trên mạng cho nên em mới làm như thế này thôi ạ. Những lời nói vu khống, sai sự thật sẽ không bao giờ khiến chúng tôi bị ảnh hưởng. Em mà dân làng ta sự sầm mà không ảnh hưởng, mà thật thét. Cảm ơn cô, nhưng tôi có việc cần phải đi. Hơn nữa, chúng tôi không thể nhận những thứ như thế này. Cô mang về đi. Hoa thì cũng đã cắm rồi thì làm sao rút ra được ạ? À? Với lại đồ ăn em bày hết ra rồi.
anh còn chê. Thế bánh chị Ngọc mang sang anh không nói gì, đồ của em bị anh chê là sao? Chúng tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cô làm ơn đừng có ra ra vào vào như là cơm bữa. Chỉ cần như vậy thôi là chúng tôi đã cảm thấy giảm stress lắm rồi. Ôi, về đi ạ. Sếp đang cọc, về đi. Anh ăn gì để em chuẩn bị ạ? Hay là anh không muốn ăn bánh cuốn, em đi mua phở cho anh nhá. Thôi thôi, tôi lên huyện luôn, không ăn uống gì đâu. À này, các cậu trực ở nhà, nếu như thấy chị Thương lên thì hướng dẫn chị cách làm đơn khiếu nại nhá. Rõ. Với cả nếu tiện thì mua thêm mấy quả bóng. Ê, lẽ em có tiền. Anh cần mua bóng đá hay bóng chuyền? Em mua cho anh quả bóng rổ nhá. Thế này cô Hoài ạ, lần cuối cùng tôi đề nghị cô đừng có làm bất cứ hành động gì tương tự như thế này. Và chúng tôi sẽ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì của cô đâu. Này, tôi chịu khó. Cảm ơn anh. Của anh đây ạ. Cảm ơn em nhé. Loại bóng này anh chẳng biết mua ở đâu cả. Em lên Hà Nội lấy hàng, tiện em lấy cho anh luôn. Nếu mà cần thêm cứ bảo em nhé. Thôi, anh đi làm đã. Dạ. Em thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về clip ghen tuông của ông Mến với cả anh Nam à? Mọi người lắm chuyện thật. Bịa đặt thôi, nhưng mà mệt thật. Giờ có mạng nên mọi thứ khó mà kiểm soát. Nhắc đến công việc, lại thêm bộ quân phục anh mặc trông chỉn chu nghiêm túc quá ấy. Em thích nhìn thấy anh như hôm trước hơn. Thế à? Bán cho cô cái búa. Dạ vâng, cô đợi chờ tí ạ. Cô lấy loại nào ạ? Cho cô xem cả hai đi. Dạ. Anh đi nhá. Vâng. Nam đây à? Thủ trưởng ạ. Vào đây đi. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Sao? Tình hình thế nào? À, anh cứ để em. Em đã báo cáo tình hình với ủy ban huyện, cũng như là nộp báo cáo lên đội tổng hợp. Anh ạ, trường hợp lần này em xin nhận khuyết điểm là mình đã lơ là, chủ quan, không đánh giá được những tình huống bất ngờ xảy ra khi tiếp xúc với quần chúng ạ. Uống nước đi. Dạ. Cậu yên tâm, đúng sai thế nào sẽ được điều tra xác minh. Tuy nhiên cậu nên rút kinh nghiệm, lấy đây là bài học cho mình. Dạ. Cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của kẻ xấu nhằm bôi nhọ hạ uy tín, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta với nhân dân. Dạ vâng ạ. Nếu cậu cảm thấy ra mặt khó quá, hay là cứ để cô Đông ra mặt? Không sao ạ. Em xin nộp anh hồ sơ của vụ cậu Mến ạ. Còn gì nữa không? Dạ không ạ, em xin phép anh. Cứ thế nhá. Dạ. Nếu có khó khăn khúc mắc gì cứ trao đổi với anh em chuyện này. Chào thủ trưởng ạ.